Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu cái thời pháp ngày hôm nay, thì khi mà đi vào suy nhìn, suy nhớ đến Đức Thế Tôn khi mà Ngài viên tịch Niết Bàn ở thành Kusinara, chư thiên về hội tụ đông lắm. Quý vị biết là khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chư thiên về đông đến mức độ mà Đức Thế Tôn bảo với Ngài Ananda: "Này Ananda, không có một chỗ trống để có thể nhét cây kim vào." Tức là chư thiên chen chật cứng như thế. Tại sao như vậy? Bởi vì khi Bồ Tát nhập thai bào thì quả địa cầu rung động. Chư thiên hỏi nhau: "Chuyện gì vậy?" Thì các vị mới bảo với nhau rằng Bồ Tát đã nhập thai bào. Chư thiên hoan hỷ và bảo rằng: "Khi nào Bồ Tát đản sanh thì ta sẽ chuẩn bị." Rồi khi mà Bồ Tát đản sanh, trái đất rung động, và chư thiên hỏi với nhau: "Chuyện gì vậy?" Họ mới bảo là Bồ Tát đã đản sanh rồi, và họ lại chuẩn bị để đi xuống đảnh lễ Bồ Tát, nhưng vẫn chưa đảnh lễ. Rồi đến khi mà Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật chuyển Pháp Luân, trái đất rung động và chư thiên lại kháo nhau: "Đức Phật đã chuyển Pháp Luân rồi." Và họ cũng chuẩn bị để họ xuống đảnh lễ. Nhưng đến khi địa cầu rung động lần cuối thì chư thiên mới hỏi: "Chuyện gì vậy?" Thì mới thấy nghe tin là đêm nay Đức Thế Tôn Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc bấy giờ chư thiên mới hoảng hồn, tại vì các vị đó xài đồng hồ dây thun, hứa nhau, hẹn nhau là tới giờ là xuống đảnh lễ, xuống sớm, hứa là sẽ xuống sớm. Mà tới hồi mà xuống tới nơi là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Cho nên là các vị đó xuống gặp Thế Tôn lần cuối, chen nhau, gọi là không có chỗ lọt cái kim.
thì chúng ta hãy cẩn trọng, bởi vì chúng ta có thể là hậu duệ của những cái vị tiên đi trễ. Tới giờ rồi mình vẫn còn thơ thẩn ở ngoài, chắc có lẽ chừng nào thiên hạ niết bàn rồi mình mới vô tới nơi. Tại sao mà cái việc chúng ta đi sớm nó quan trọng? Nó tập cho chúng ta một cái thói quen, thưa quý vị. Khi mà chúng ta cứ thích trễ nải thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái nghiệp lúc nào cũng là người trễ. Cái kiểu mà chúng ta hẹn á thì nó sẽ cho cái quả là nó hẹn. Hồi xưa có hai anh em khi gặp Đức Phật quá khứ thì hai anh em rất hoan hỷ. Người anh mới bàn với người em: thôi bây giờ lúa nó mới gọi là ngậm sữa, thôi bây giờ anh em mình hãy gặt hái rồi đem cúng dường đến Đức Thế Tôn. Thì người em mới bảo là bây giờ lúa nó mới ngậm sữa, sao anh gặt chi sớm? Anh để cho tới chừng nào mà nó chín rồi đó, mình thu hoạch rồi mình cúng dường cũng được, bây giờ còn sớm quá. Người anh mới nói là thôi bây giờ đó em không đồng ý thì chúng ta chia đôi. Người anh mới chia cái ruộng ra làm hai. Rồi phần của người anh đó, thì người anh gặt hết những cái lúa ngậm sữa rồi cúng dường đến Đức Thế Tôn. Nhờ cái phước của một vị chánh đẳng giác cho nên là gặt hết như thế, qua ngày hôm sau lúa nó trổ lại y như cũ. Cho nên là đến khi mà lúa chín, người anh lại có cơ hội gặt thêm một lần nữa. Rồi đến khi mà gặt lúa, người anh lại gặt cúng dường một lần nữa. Rồi khi mà lúa nhập vào kho, người anh lại gặt cúng dường một lần nữa. Và khi người anh cúng dường nhiều lần như thế, người anh mới phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn, Đức Phật quá khứ: nguyện là do con cúng dường lúa vào cái buổi đầu tiên như vậy, thì nguyện cho con đời sau con sẽ được làm đệ tử xuất gia đầu tiên trong giáo pháp của một vị chánh đẳng gia. Và đó là ngài Cô Đanh Giá, tức là ngài Kiều Trần Như. Vào thời Đức Phật Gotama thì vị cái người anh đó trở thành người, vị Kiều Trần Như là vị xuất gia đầu tiên trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn cái người em á, chờ cho nên là chờ đến cuối cùng gặt hái xong hết rồi mới đem cúng dường đến Đức Thế Tôn. Cho nên cái quả là người em là người xuất gia sau cùng trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là xuất gia trực tiếp với ngài á. Và người em tên là Trung Đát. Chính bởi vì cái lẽ đó đó, cho nên là khi chúng ta làm cái gì chúng ta hãy cố chúng ta làm sớm, chứ chúng ta đừng có hẹn hẹn lần hẹn lựa, nó sẽ dẫn đến những cái quả chỗ trễ. Tại sao có những người mà mình biết đến Phật pháp khi đã muộn rồi, khi tuổi nó đã ngoài 60, 70 mình mới biết đến Phật pháp? Có những người thì biết đến Phật pháp sớm. Do đâu? Do cái kiểu làm phước, do cái kiểu chúng ta chuẩn bị. Thành ra hãy chuẩn bị để chúng ta có thể sớm gặp gỡ được chánh pháp. Thưa với quý vị, sư thấy nhiều người khi mà đến với đạo Phật thì hầu hết chúng ta do có vấn đề chúng ta mới đến, tức là do chúng ta buồn một vấn đề gì đó, hoặc là do chúng ta rơi vào một cái tình huống là chúng ta không nên nương tựa thì chúng ta mới tìm về đạo Phật.
Chứ còn khi mà chúng ta quá sung sướng thì hiếm khi mà chúng ta nghĩ đến Phật lắm. Quý vị biết là cái người đến với đạo Phật chúng ta có ba hạng. Một là bậc thượng, tức là những người khi mà thấy thế gian này người dân người ta già bệnh chết, người ta khổ, từ đó đó vì ấy rúng động rồi vì đó đi xuất gia. Ví dụ như trường hợp của Bồ Tát tự nhiên sống rất là sung sướng, có được nhiều tài sản, có được nhiều phước báo, vợ đẹp, con ngoan. Quý vị có biết là ở trong Kinh Tạng, ngoài Bà Gia Du Đà La, Bồ Tát còn có 500 cô gái Sát Đế Lị làm vợ. Tức là nếu như Ngài muốn hưởng thụ, Ngài hưởng không hết, mà Ngài tự nhiên đi ra bốn cổng thành, thấy người già, người bệnh, người chết, người đi xuất gia, thế là Ngài đi xuất gia. Thì cái hạng mà bậc thượng nó hiếm. Cái hạng bậc trung là những người mà thấy người thân của mình già, bệnh, chết, thế là họ đi xuất gia. Còn đa phần là rơi vào bậc hạ, đó là tự bản thân họ phải kinh cảm, trải nghiệm một cái tình huống tàn khốc nào đó thì họ mới đi xuất gia. Như trường hợp của một vị nàng là tiểu thư, con nhà đại cát, tự nhiên cái nàng gặp một cái chàng đốn củi, một cái chàng thợ săn, rồi nàng đem lòng yêu mến. Cái lý do mà nàng đem lòng yêu mến là bởi vì năm xưa từng có cái duyên vợ chồng, cho nên là kiếp này gặp lại thì lòng nào chẳng vấn vương. Có nhiều khi cái tiếng sét ái tình nó làm cho chúng ta bị mê mẩn, thì nàng cũng vậy. Do năm xưa từng có cái duyên vợ chồng, cho nên năm đời này là nàng gặp chàng là nàng mê mẩn, và thế là nàng bỏ nhà đi theo trai. Khi mà nàng đi theo cái anh này đó, thì hai người mới đi biệt xứ, đi rất là xa. Rồi thì nàng có thai. Khi nàng có thai á, thì nàng nghĩ đến cái chuyện là thôi bây giờ mình bụng mang dạ chữa, thôi mình về nhà mẹ đi, rồi mẹ cũng sẽ chăm lo cho mình. Thì khi mà nàng chuẩn bị nàng về đó, thì anh chồng anh cản, bởi vì anh sợ khi mà đi về thì quánh mình chết, bên nhà vợ quánh mình chết. Tại hồi xưa là dắt con gái nhà người ta đi, cho nên là anh chồng anh không có cho. Thì trên đường đi như vậy đó, kéo bà vợ về thì sanh ra dọc đường. Rồi khi bà vợ có thai lần thứ hai thì cũng y chang như vậy, bà vợ muốn đi về nhà vợ, về nhà mẹ đẻ để sanh con. Thì anh chồng ảnh cũng đi, ảnh cản, rồi về dọc đường cũng đẻ con, rồi thế là ẩm về. Tới lần thứ ba đó thì bà vợ bả mang thai, chuẩn bị tới kỳ sanh nở. Và đêm hôm đó mưa tầm mưa tả, anh chồng ảnh đi bắt vợ về, mà gặp cái mưa rồi thì phải cho bà vợ kiếm cái chỗ trú mưa. Rồi đêm đó đó
bà vợ mới trở dạ. Mà khi bà vợ trở dạ như vậy đó thì anh chồng ảnh mới đi ảnh kiếm củi để ảnh sưởi ấm. Khi anh chồng đi kiếm củi thì ảnh bị rắn cắn chết. Bà vợ thấy lâu quá chồng không về thì mới đi tìm và thấy là cái xác chồng đã lạnh rồi. Bà rất là buồn khổ. Bà mới về về cái túp lều đó. Trong đêm mưa gió chồng chết rồi một mình vượt cạn để sanh con. Rồi khi mà sanh về sanh ra như vậy bà mới nghĩ là bây giờ chồng chết rồi, mình về nhà nương tựa nơi nhà mẹ đẻ. Thì khi mà bà tay dắt tay bồng thì bà ẵm cái nhỏ tới thì nước sông nó dâng cao, bà không thể nào mà bà dắt hết mấy đứa nhỏ qua được. Thì bà mới ôm cái đứa con nít ôm qua trước, ôm qua trước rồi bà ôm bà lội qua bên kia sông. Quý vị biết đàn bà vừa mới vượt cạn nó yếu đuối, nó đau khổ lắm, mà bà một mình bà phải lội sông. Bà ẵm cái đứa nhỏ bà để bên kia sông, rồi sau đó bà quay trở về để bà đón hai cái đứa nhỏ này. Thì khi mà bà quay trở về đó thì có cái con gọi là cái con diều hâu đó, con đại bàng, nó thấy cái đứa nhỏ nó tưởng là cục thịt, thành ra nó gấp cái đứa nhỏ đi. Thì bà ở giữa dòng bà không biết làm sao hết, bà mới quơ tay để bà đuổi cái con diều hâu đó. Nhưng mà khi bà quơ tay như vậy đó, hai đứa bên kia bờ tưởng là má nó kêu nó. Rồi thế là đứa lớn dắt đứa nhỏ đi xuống sông, là hai đứa bị nước cuốn trôi. Nàng thân giữa dòng nước hai bên, một đứa thì bị chim tha đi, hai đứa thì bị nước cuốn đi. Nàng bất lực nhìn con chết trước mặt mình. Rồi trong cái cơn buồn tủi nàng không còn nơi nương tựa, bà mới lủi thủi bà đi về. Khi mà bà về đến nhà, trên đường về bà hỏi người dân địa phương là có biết là gia đình phú hộ tên như thế hay không. Thì người ta mới nói đó, bà có thấy cái đám khói ở đằng kia hay không? Thì ngày hôm qua đó mưa to, nhà sập đè chết cái gia đình đó. Rồi bây giờ người ta lập cái giàn hỏa thiêu á, và người ta thiêu hai vợ chồng cùng với cái đứa con trai. Tức là bà lại mất thêm cha mẹ ruột và người anh trai nữa. Thế là sau một đêm bà mất chồng, mất ba đứa con, mất luôn cha mẹ và mất luôn anh trai. Trong cái cơn cùng cực như vậy bà đi. Mà suy nghĩ là nếu như chúng ta trong cái tình huống của bà thì hiếm ai mà không điên bà điên. Và thế là bà đi thơ thẩn như vậy đó. Và khi mà bà đi thơ thẩn thì cái y áo nó tuột hồi nào không hay, bà cứ trần trụi, bà không biết cái gì hết trơn, bà cứ đi. Mà do nhờ cái phước quá khứ cho nên là bà đi đến Kỳ Viên. Nếu suy nhớ không nhầm, tên của bà là nàng Bhattacharya. Thì Đức Thế Tôn từ xa khi mà thấy nàng á, thì Đức Thế Tôn mới để cho nàng đi vào. Thì khi mà nàng đi vào đó thì Đức Thế Tôn mới nói với nàng một câu như thế này: con đã khóc từ vô lượng kiếp rồi, nước mắt mà con khóc nó nhiều hơn nước trong bốn đại dương, cái máu mà con đổ còn nhiều hơn nước trong thiên hạ.
mà bây giờ con còn khóc nữa hay sao? Thì khi nàng Vatthachara, nàng nghe Thế Tôn nói như thế, nàng tỉnh. Do nhờ phước quá khứ cho nên là nàng tỉnh, và nàng cảm thấy xấu hổ vì lõa thể trước mặt Đức Thế Tôn. Và người ta cho nàng một tấm y, nàng đắp vào người, nàng che thân, nàng quỳ sụp xuống và nàng xin xuất gia nơi Đức Thế Tôn. Và sau khi nàng xuất gia không bao lâu, nàng nỗ lực thực hành tuệ quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cái câu chuyện của nàng Vatthachara đó, đó chính là câu chuyện của tất cả chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta khóc nhiều lắm. Có những giọt nước mắt chúng ta khóc nó chảy ra bên ngoài, nhưng có những giọt nước mắt chúng ta phải nuốt vào trong. Phụ nữ cũng khóc, đàn ông cũng khóc, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc, người trẻ cũng khóc, mà người già cũng khóc. Chẳng qua là già rồi nước mắt nó cạn khô thôi. Ai cũng khóc thôi. Mà chúng ta cứ nghĩ là cuộc đời này nó đau đớn quá, nó khổ quá. Nhưng sư xin thưa, chúng ta có dám đem những cái đau khổ của chúng ta đổi với người khác không? Tức là người khác cũng khổ, mình cũng khổ. Có dám đem hai cái khổ đó mình đổi cho nhau? Hình như không. Tại vì ai cũng khổ hết. Mà chúng ta không nhận ra một việc, đó chính là chúng ta khóc không chỉ đời này, mà chúng ta khóc từ vô lượng kiếp. Mình cứ nghĩ là cái đời sống này á, nó là một cái gì đó nó đáng yêu, đáng thương, đáng mến. Thành ra đó, mình cứ thích luân hồi. Nhưng mà xin thưa với quý vị, quý vị có bao giờ đi xem kịch không? Xin ví dụ một cái vở kịch, ở đó đó hai vợ chồng đang sống hạnh phúc, rồi đùng một hôm anh chồng trúng vé số độc đắc. Sau khi anh chồng trúng vé số thì bắt đầu giàu sinh tật, chồng bắt đầu là gái gú, vợ thì bắt đầu là cờ bạc, con cái thì mê cá độ đá banh, rồi thì tiền nó xài hết, hai vợ chồng và đứa con chìm trong cờ bạc và nợ nần. Và cánh gà khép lại với sự ưu thương của đôi vợ chồng. Rồi sau đó, những diễn viên đó đi đến sân khấu khác, họ lại tiếp tục diễn những cái vở cũ. Tức là cũng lên hai vợ chồng sống hạnh phúc, rồi trúng vé số, rồi giàu sinh tật, rồi cuối cùng là thân bại danh liệt. Rồi sau khi cánh gà kết thúc, thiên hạ vỗ tay, họ lại đi qua cái chỗ khác nữa, họ lại tiếp tục họ diễn nữa. Họ diễn mãi như thế họ chưa thấy chán. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cứ sanh ra, lớn lên, chịu sự kỳ vọng của gia đình, chịu sự kỳ vọng của xã hội, rồi chúng ta đeo lên những lớp mặt nạ, chúng ta gồng gánh trên vai những trách nhiệm, những sự mong mỏi đó. Rồi trong đó có những thất bại, có những khổ đau. Rồi sau đó chúng ta già,
chúng ta chết. Cái điều kinh khủng của dòng luân hồi là đời sau kiếp khác chúng ta lại diễn y chang như vậy. Mình không biết chán. Cho nên Đức Thế Tôn dạy nàng Pattachara, nước mắt con đã khóc nhiều hơn nước trong bốn biển, mà bây giờ con còn khóc nữa hay sao? Mình chưa chịu tỉnh. Hoặc như trường hợp của nàng Gotami, nàng khóc bởi vì đứa con trai của nàng nó chết. Nàng thương con lắm, và khi con chết nàng bị sốc, và nàng cũng thơ thẩn như vậy. Nàng đi vào chùa, nàng gặp Thế Tôn, ngài bảo Thế Tôn xin cứu con của con, mà thằng nhỏ nó chết cứng rồi. Quý vị nghĩ cái hình ảnh nó có thương không? Một bà mẹ đẻ đứa con nó chết, bà mẹ đi hết chỗ này tới chỗ kia cầu xin người ta cứu con của mình. Thì Đức Thế Tôn mới nói là được, nhưng mà con hãy đi tìm cái hạt cải ở cái ngôi nhà nào mà chưa có người chết, con đem ra đây rồi Thế Tôn sẽ chữa cho. Thì nàng mới đi, nàng gõ cửa hết nhà nọ tới nhà kia, nhà nào cũng nói hạt cải thì có, nhưng mà nhà thì nhà tôi có người chết. Cho nên là nàng đi khắp cả cái ngôi làng, ngài không tìm thấy cái ngôi nhà nào mà chưa có người chết cả. Và nàng mới nhận ra một việc là ai rồi cũng phải chết. Nàng mới quay lại gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới ngâm một bài kệ là Nagama thâm mô ni gama sa thâm mô na cha pi yang e ka ku la sa thâm mô sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa e se wa thâm mô ya di tăng anacchata anicchata Nagama thâm mô nigama sa thâm mô na cha pi yang e ka ku la sa thâm mô sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa e se wa thâm mô ya di tang cha dukkha ta Nagama thâm mô nigama sa thâm mô na cha pi yang e ka ku la sa thâm mô sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa e se wa thâm mô ya di tang anatta ta. Tức là có một pháp mà cái pháp này không dành riêng cho bất cứ ai, không dành riêng cho một ngôi làng, không dành riêng cho chư thiên hay là một loài nào cả, mà pháp này dành cho tất cả chúng sanh, luôn cả chư thiên và nhân loại, lên cho đến cả phạm thiên lẫn ma vương. Đó chính là sự vô thường, đó chính là sự khổ, đó chính là sự vô ngã. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta khổ, chắc có lẽ một mình tôi khổ. Xin thưa không phải, tất cả chúng sanh đều là khổ, tất cả chúng sanh đều phải trải qua sự khổ, tất cả chúng sanh đều phải trải qua sự biến đổi không ngừng, tất cả chúng sanh đều phải nhận ra một việc
là không có cái gì gọi là của ta chứ. Mà bởi vì chúng ta không nhận ra được vấn đề của mình, mình cứ nghĩ cái gì nó cũng phải thường còn, cái gì nó cũng phải vui, cái gì nó cũng phải là của mình hết. Chính bởi vì như vậy chúng ta khổ. Thành ra trong mắt của bậc trí, chúng ta như những kẻ điên vậy. Cho nên khi mà chúng ta bị mất người thân, chúng ta buồn khổ, chúng ta khóc. Chúng ta bị người yêu phụ bạc, chúng ta buồn khổ. Chúng ta bị con cái nó ruồng bỏ, chúng ta buồn khổ. Chúng ta gặp những cái trắc trở trong cuộc sống, chúng ta buồn khổ. Rồi từ cái chuyện đó, chúng ta mới bắt đầu là đi tìm chỗ này chỗ kia, nghe ở đâu có thầy bói thì mình cũng chạy tới để mình xem, biết đâu mình có cái hạn nào đó, rồi mình gặp thầy bói thì thầy bói sẽ giải hạn cho mình. Rồi lỡ mà gặp ông thầy bói nào ông phán là mình có người âm theo, là mình bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mà mình giải duyên âm, mình tốn tiền tốn bạc, mà rốt cuộc có hết không? Không có hết. Mà cái vấn đề của chúng ta là gì? Do chúng ta không nhận ra được bản chất của vấn đề. Ở trong kinh thì có một gia đình, bà là một vị nữ cư sĩ rất thuần thành. Bà có người chồng và bà có 16 đứa con trai. Thì 16 đứa con trai cùng với chồng là những vị tướng quân tài ba. Thì khi mà những cái vị tướng này đó ra chiến trường, quân địch đánh không lại, cho nên là họ mới bày ra cái kế ly gián. Họ xàm tấu với nhà vua đó, là cái gia đình này đó là chuẩn bị tạo phản. Thế cho nên là nhà vua bắt cái người chồng và 16 đứa con trai này bắt lại và đem đi chém đầu. Thì sáng ngày hôm đó, bà làm lễ trai tăng với tăng đoàn của ngài Xá Lợi Phất. Và khi đang làm lễ như vậy đó, thì một cái đứa tớ gái nó làm rớt một cái đĩa. Thì cái đĩa đó rất là quý, và ngài Xá Lợi Phất ngài mới dặn đừng có sân nghen, đừng có đổi tâm nghe. Thì bà mới lấy cái tờ giấy ra, cái tin báo ra, và bà nói với ngài Xá Lợi Phất, nói là thưa tôn giả, con vừa nhận được tin ông chồng và 16 đứa con trai của con vừa bị chém đầu, mà con còn bình tĩnh đãi trai tăng coi như không có chuyện gì xảy ra, thì cái chuyện mà vỡ cái đĩa này thì có là cái gì? Thì ghê gớm chưa? Bà đang làm lễ trai tăng mà bà được nghe báo tin là chồng và 16 đứa con trai của mình bị xàm tấu và chém đầu. Bà vẫn bình tĩnh như thường, bà tiếp tục làm lễ trai tăng mà tâm không dao động. Tại sao? Tại vì bà là thánh. Bà hiểu chúng sanh có nghiệp của mình. Tới hồi mà nó trả nghiệp rồi, không ai cản được. Cái lý do mà bà phải gặp cái tình cảnh như vậy là bởi vì năm xưa có 16 chàng thanh niên đi bắt trộm một con bò. Bắt về thì trên đường về thì ghé nhà một cái bà
ở trong làng mượn cái chỗ để mà giết mổ con bò vừa trộm được ấy. Thì khi mà giết mổ con bò đó thì làm thịt. Sau khi làm thịt thì 16 chàng thanh niên này nhậu và cũng chia cho cái bà chủ nhà đó một tí thịt để ăn. Thì chính bởi vì á, bà ăn một tí thịt đó, bà cộng nghiệp với 16 chàng thanh niên này. Và về sau á, 16 chàng thanh niên này á, là trả nghiệp cho nên là bị giết hại. Và bà do cộng nghiệp cho nên là bà phải chịu cái cảnh là mất con. Mà chúng ta không hiểu, khi chúng ta không hiểu được cái chuyện đó đó, chúng ta trách đủ thứ hết. Khi mà chúng ta mất người thân, mẹ mất con mình đau khổ, vợ mất chồng, chồng mất vợ chúng ta đau khổ. Chúng ta mất đi người thân ai cũng đau khổ hết, mà mình không có ngờ được một việc là khi nghiệp nó tới rồi thì họ phải ra đi, không có cách chi mà níu kéo được cả, mình không có cản được nghiệp. Chính bởi vì như vậy đó, khi chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta mới thoát khỏi cái khổ đau. Còn khi chúng ta không nhận thức được, chúng ta cứ mãi buồn khổ, chúng ta trách tại sao mà con tôi thương như thế này, nó dễ thương như thế này, nó kêu má ơi má, ba ơi ba, mà một hôm nó lăn đùng ra nó chết, cả gia đình chưng hửng. Phải chi tôi biết nó bệnh sớm hơn thì tôi chữa nó sẽ không chết, chưa chắc nha. Phải chi tôi biết ngày hôm đó nó đi xe nó sẽ bị tai nạn là tôi đã cản, tôi không cho nó đi rồi, chưa chắc. Bởi vì cái nghiệp khi nó tới không ai cản được. Quý vị biết là có những khi nó lạ lắm, có trong những cái chuyến mà máy bay mà nó rơi thì có những câu chuyện quý vị nghe là quý vị thấy nó có mùi của nghiệp rồi. Là như thế nào? Có những gia đình lẽ ra ngày hôm đó họ không có đi, nhưng mà không biết tại sao họ có người á, trả vé thì họ mua cái vé sớm đó đó, họ đi lên cái chuyến bay và họ gặp nạn. Có những người á, lẽ ra là họ lên cái chuyến bay đó nhưng mà họ gặp trục trặc cho nên là họ bị delay, họ không đi lên được cái chuyến bay đó và họ thoát nạn. Cái người mà không biết á, thì họ nói là hên xui, hoặc là do có một cái đấng Chúa Trời sắp đặt, nhưng không, do nghiệp nó sắp đặt. Có khi mình không đi con đường đó, mình không đi vào giờ đó, mình không đi như thế đó, nhưng mà do nghiệp tự nhiên ngày hôm đó mình đi vào giờ đó, mình lại chọn cái cách đi như thế đó. Thí dụ như đang đi giữa đường tự nhiên cái là mình nép vô trong lề đường, hoặc từ lề đường mình chạy ra giữa đường và mình gặp tai nạn do nghiệp. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo thì chúng ta sẽ buông bỏ được cái thái độ gọi là mình đau khổ, mình trách, trách trời, trách đất, trách thiên hạ. Nhưng không, hiểu đạo rồi mình sẽ thấy là mọi thứ ở thế gian này đều được vận hành do nghiệp. Tuy nhiên chúng ta nên tránh những cái thái độ cực đoan. Thứ nhất là không tin nghiệp và quả của nghiệp. Tức là mình nghĩ thứ nhất là mình nghĩ mọi chuyện là do hên xui thôi.
ra đường mà gặp tai nạn là do xui rủi, hoặc là mình đi ăn trộm bị bắt là do xui, hoặc là mọi việc đều được ân trên sắp đặt hết rồi, đều được ân trên sắp đặt hết rồi, thì đó là một thái độ cực đoan. Chúng ta đổ thừa cho nghiệp. Thái độ cực đoan đầu tiên là mình không tin vào nghiệp. Thái độ cực đoan thứ hai là mình đụng cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tức là bây giờ tôi nghèo là do nghiệp, tôi giàu là do nghiệp, tôi đi ăn cắp ăn trộm là do nghiệp, tôi đi bán hoa là do nghiệp, tôi ăn hối lộ là do nghiệp. Xin thưa, sai. Bởi vì ngoài cái nghiệp ra, nó còn có sự nỗ lực của mình. Chúng sanh của cõi người á, nhớ dùm sư cái này nha, chúng ta chịu tác động bởi hai thứ: một là nghiệp quá khứ, và hai là nỗ lực hiện tại. Nếu như mình nói là do nghiệp á, như vậy là tôi nghèo là do nghiệp, vậy tôi cố gắng làm chi, đúng không? Tôi cố gắng tôi cũng nghèo, vậy thôi tôi cố gắng làm chi, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Hoặc là tôi giàu là do nghiệp, vậy thì tôi cứ ăn chơi thoải mái chứ, cái số tôi số giàu mà, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Ngay cả một người á, nghèo khó, thì cái chuyện họ thiếu tiền nhưng mà họ có quyết định ăn trộm hay không là do quyết định của họ. Có những người họ thà nghèo họ chết chứ họ không ăn trộm. Nhưng có những người thiếu tiền là nghĩ đến chuyện lấy cắp tài sản của người khác. Cho nên những cái đó chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp. Nhớ nha, có những việc chúng ta quyết định là do mình chứ không phải là do nghiệp. Tại sao mà sư nhắc đến cái đó? Tại vì rất nhiều chuyện chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta không giữ giới. Sư kể năm giới tại gia rồi quý vị sẽ thấy là mình có phần ở trong đó không nhé. Thứ nhất là giới không sát sanh. Khi mà chúng ta phạm cái giới không sát sanh, nó sẽ cho cái nghiệp yểu thọ. Có ai trong số chúng ta có người thân chết trẻ không? Tức là không có hưởng thọ được, chỉ toàn hưởng dương. Có nhiều, chúng ta gặp nhiều, họ chỉ có hưởng dương, họ không hưởng thọ. Mà hưởng dương còn đỡ nghe. Sư đi nhiều đám tang á, chỉ có mười mấy tuổi, hai mấy tuổi chết rồi. Rồi nhiều đám tang sư đi á, cái hòm nó có chút xíu à, con nít nó chưa được 10 tuổi nữa, nó chết rồi. Rồi có nhiều nơi họ khỏi làm đám tang luôn, tại vì nó chỉ có cái hũ chút xíu vậy thôi, chết trong bụng mẹ. Bà mẹ thương quá thì lấy cái phôi mà người bác sĩ làm thủ thuật đi ra đó, thì xin cái phôi đó chứa vô trong cái hũ chút xíu vậy gửi lên chùa. Ai cũng buồn, nhưng mà cái lý do đâu? Do chúng ta không giữ, cái người đó đó không giữ giới, không sát sanh, đời sau sanh ra bị yểu thọ. Chẳng những bị yểu thọ nè, mình còn có thể chết do tai nạn. Mình có người nhà mà từng bị chết do tai nạn đó. Khi chúng ta không giữ giới này đó, thì chúng ta sẽ bị chết do tai nạn. Khi mà con muỗi nó chích mình,
chúng ta đập con mũi nó dẹp lép đúng không? Mình nhìn mình thấy bình thường. Nhưng quý vị có biết cái chuyện mình đập con mũi mà nó dẹp lép như vậy đó, sẽ có một kiếp mình gặp tai nạn thảm khốc chết không toàn thây. Mình cứ nghĩ bây giờ mình đập con mũi, mai mốt tôi làm con mũi đập lại quề, chưa chắc cả. À, nó kinh khủng vậy. Rồi bên cạnh cái giới mà sát sanh thì nó còn có một cái giới mà nó gần như vậy nữa, đó là do đâu? À, đó là chúng ta đánh đập chúng sanh khác, mình làm cho chúng sanh khác đau đớn khổ sở. Sư thấy có nhiều người ấy, họ chơi sẽ là ác, tức là họ khò khò con chó mà họ khò khi nó còn sống, hoặc là mình mấy cái con ốc đó, nó còn sống như vậy mình đổ vô nước sôi nó chết. Trước khi nó chết đó, nó phải chịu đau đớn. Thì cái chuyện mà mình hành hạ chúng sanh khác đó, bằng vũ khí hoặc bằng miệng lưỡi, nó sẽ cho cái quả đời sau kiếp khác nhiều bệnh. Ở đây có ai sức khỏe yếu nhiều bệnh không? Nếu mà mình có thì coi chừng là do cái nghiệp quá khứ mình đã từng đánh đập hành hạ làm chúng sanh khác đau khổ. Sư ví dụ cụ thể là sư ngó thấy cái tướng nó chút ép mà nó ho hoài, nó bệnh hoài, thì có thể là đời trước từng làm chúng sanh khác đau khổ bằng vũ khí hoặc bằng miệng lưỡi. Hồi xưa đó mình ỷ mình có sức mạnh, mình đàn áp chúng sanh khác, mình đánh đập chúng sanh khác, mình bắt người ta phải theo ý của mình. Hồi xưa mình mạnh khỏe bao nhiêu, mình ỷ cái sức mạnh mình bao nhiêu, thì đời này mình sẽ yếu bấy nhiêu, mình sẽ không có sức khỏe. Thành ra khi chúng ta hiểu nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta tránh thái độ đổ thừa. Rồi cái thứ hai là giới không trộm cắp. Khi mà chúng ta trộm cắp, tức là lấy của không cho, là cái gì mà người ta không cho mà mình đi lấy, kể cả cái trái xoài nhà hàng xóm mình chưa xin mà mình hái trộm nha, thì đều được tính là lấy của không cho. Cái nghiệp đó nó sẽ cho một loại quả báo là mình không giữ được tài sản. Khi chúng ta bố thí thì chúng ta sẽ có quả báo tài sản. Thành ra chúc mừng những vị mà hùng phước với cái khóa thiền này. Khi quý vị hùng phước, chắc chắn đời sau kiếp khác quý vị sẽ cực kỳ giàu có. Sư chưa cần biết quý vị nguyện cái gì, nhưng mà chỉ cần mà mình bố thí là chắc chắn đời sau rất nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ rất giàu có, gọi là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng hãy cẩn trọng, nếu như chúng ta không giữ cái giới này đó, chúng ta giàu nhưng chúng ta không giữ được tài sản. Ví dụ quý vị thấy dạo gần đây có đăng những cái đại án, những cái vụ án kinh tế như là Vạn Thịnh Phát nè ha, chuẩn bị là tới cái anh mà Novaland, tiền có rất là nhiều nhưng mà chuẩn bị rơi vào bờ vực phá sản. Và người ta vì cái vụ một bà đại gia mà vừa mới bị bắt, người ta mới làm một bài báo, sự thấy thú vị là bài báo thống kê những người đại gia có siêu xe ở Việt Nam hồi xưa tới giờ, bây giờ họ ra làm sao. Siêu xe ở đây là mấy chục tỷ mới tính nha, chứ còn một vài tỷ không tính. Thì họ thống kê nó rợn người như vậy.
2 phần 3 những người mà có siêu xe cả mấy chục tỷ từng lên báo nha, từng đạt được những cái bằng khen, từng được mọi người ngưỡng mộ. 2 phần 3 bây giờ đó, lớp thì phá sản, lớp thì đang ăn cơm nhà nước, tức là trong tù. 2 phần 3 mà hồi xưa là từng có siêu xe cả mấy chục tỷ, cả trăm tỷ, bây giờ phá sản. Mà tại sao, mình đặt câu hỏi tại sao hồi xưa họ giàu như vậy? Một con số lẻ thôi, mình đừng nói gia tài họ ngàn tỷ, họ chỉ cần để chừng 10 tỷ, trăm tỷ, khỏi cần đi làm, ăn ở không, xài chừng nào hết, đúng không? Vậy đó, mà chỉ cách nhau có bao nhiêu năm đâu, 20-30 năm. Bây giờ lớp phá sản, lớp đi tù, tại sao vậy? Để ý kỹ nè, nhờ làm phước bố thí chúng ta có tài sản, nhưng do không giữ giới, không trộm cắp, cho nên tài sản giữ không được. Mình giàu nhưng mà do không giữ giới, một là do biến động xã hội, thí dụ như đợt dịch Covid vừa rồi rất nhiều người phá sản, hoặc biến động chính trị, hoặc là bị làm ăn mua bán bị người ta lừa gạt mất, hoặc là bị kẻ thù nó cướp đoạt mất, hoặc là bị thiên tai cuốn trôi, lửa đốt cháy, hoặc là mình sẽ sanh ra những đứa con phá sản, tức là đẻ nó ra nó chơi cho cha mẹ nó bằng sạch tiền thì thôi, tiền chưa sạch nó chưa chịu chết, tiền mà nó phá cho hết rồi lúc đó nó mới chịu đi. Thì đó là do mình không giữ giới. Thấy rõ ha, nghiệp nào ra nghiệp đó. Mà khi mình biết rõ như vậy rồi thì mình sẽ không có trách ai hết trơn. Rồi một cái nghiệp nữa, đó chính là cái giới không có tà dâm. Tức là mình quan hệ với những người mà mình không được phép. Thì khi mà mình vi phạm cái giới đó, đó đời sau sanh ra, mình sẽ sanh vào một gia đình không yên ấm. Tức là một gia đình mà cha mẹ gây gổ với nhau, cha mẹ không có hòa thuận với nhau, hoặc là một gia đình mà cha mẹ ly hôn, mình sống bên cha bên mẹ rồi có khi là mẹ lấy chồng mới, rồi ông cha ông lấy vợ mới, là mình sống cái cảnh với mẹ ghẻ con chồng, hoặc là sống với cha dượng, thì nó sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là mình sanh ra trong một gia đình có vấn đề. Và khi sanh ra trong gia đình có vấn đề đó, đương nhiên rất khó để chúng ta có thể trải nghiệm được tình thương của cha mẹ. Mà như vậy còn đỡ nha, có nhiều người do cái nghiệp đó đó, đời sau sanh ra mình bị bỏ làm kẻ mồ côi. Có một cái gia đình ở bên Mỹ, cái cô bên Mỹ, cô này á, cổ lúc mà ba má đẻ cổ ra là quăng vô trại trẻ mồ côi, tức là ai nuôi đó thì nuôi. Tới hồi mà lớn lên á, thì cổ đi qua định cư ở Mỹ, thì ba má tìm lại cổ. Thì bà cứ nghĩ là thì thôi mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ mình có ba má thì có cũng còn hơn không. Nhưng mà bà tức lận vậy nè, ba má đó, bao nhiêu năm đẻ không có nuôi, tới hồi bà qua Mỹ bà làm ăn nên làm ra thì qua nhận con, nhận thì thôi đi, xin tiền thì cũng được đi,
nhưng mà sinh cho cái đứa con khác, tức là cũng anh em của bà, nhưng mà hồi xưa bà không biết là ai chứ, sinh về nuôi cho cái đứa em. Nói đứa em nó khổ lắm con làm chị nó thì con ráng, con thương nó con nuôi. Mà hồi xưa thì không có nuôi bả ngày nào hết. À, tự nhiên bây giờ nhận thân là bắt bả nuôi cho một đống người vậy đó, thì bả mới tức. Mà do đâu có cái nghiệp đó? Do hồi xưa mình thiếu giữ giới. Rồi đó là chưa kể có những người họ lấy phải người vợ phản trắc, hoặc lấy một người chồng trăng hoa. Tự nhiên ông chồng ông mê vợ bé, hoặc là bà vợ bà cấm sừng mình. Mà cái nghiệp nó do đâu? Do năm xưa mình không giữ giới. Cho nên bây giờ cái người mà chung thủy thì mình không có thương, mà mình thương cái phường phản trắc nha. Mình thương cái thứ mà sau này nó cấm sừng mình á, mình đem lòng mình thương đó, rồi mình rước nó về, mình đội nó lên trên đầu á, để rồi nó ngồi ở trển, nó sẵn tiện tay nó cấm luôn mình cho cái sừng. Do đâu? Do cái nghiệp. Rồi cũng có những người á, là chúng ta không có giữ cái giới không uống rượu. Mình thích uống rượu đúng không? Cái uống rượu để chi? Để vui. Vui không cần lý do. Thì sau này nó cũng được cái nghiệp là mình cũng vui không cần lý do. Chiều chiều nắng nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Tức là mình gặp cái gì cũng vui chứ. Ta đánh mình cũng cười, ta chửi mình cũng cười, mình ngó đống rác, mình nằm ở trển mình cũng cười, mình ăn phân mình cũng cười. Mình hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của người không có trí tuệ. Do hồi xưa mình mong cầu sự lạc thú mà không có trí tuệ bằng việc uống rượu và các chất say. Thành ra với những ai đời này lỡ phạm giới, mình biết là đời sau mình phải đối mặt cái gì. Mà nếu như đời này mình gặp cái gì thì mình sẽ xét coi là mình đã tạo cái nghiệp gì để dẫn đến hoàn cảnh này. Ví dụ như mình bị người ta gạt tiền. Có người kể cho sư là họ bị gạt, có mấy vụ lận, có vụ thì nói sư là họ bị gạt tới 100 mấy chục triệu, có vụ thì họ kể với sư họ bị gạt hơn 300 triệu, có vụ thì còn kể với sư họ bị gạt 10 mấy tỷ. Thì khi mà mình gặp như vậy đó, mình tự xét lại mình coi, ở trong kiếp hiện tại này mình có giữ giới không trộm cắp hay không? Tức là mình cái giới mà không lấy của không cho đó, mình có giữ được cái giới đó hay không? Nếu như mình không giữ được thì cái chuyện là mình bị mất tài sản đó là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên, nó không cách chi tránh được. Riêng về cái việc mà bị mất tài sản, sư có cái khuynh hướng suy nghĩ như thế này. Nếu như mình đã từng tạo nghiệp thì bây giờ mình trả nghiệp. Nó không có cái gì là oan hết trơn, không hề oan nha. Còn nếu như mình không có tạo cái nghiệp đó mà tự nhiên bây giờ mình bị người ta lừa, thì xin thưa, cái gì của mình thì chắc chắn nó sẽ thuộc về mình. Cái gì không phải của mình có cố nó cũng không phải của mình. Người ta lừa mình thì người ta tạo nghiệp,
sớm muộn gì người ta cũng sẽ trả thôi. Người ta không trả vào lúc này thì người ta trả vào lúc khác. Cho nên mình không việc gì mình phải lo. Có lần á, sư có gặp một cái anh. Anh nói với sư là: sư ơi, con không biết tại sao mà con quen cái mối nào nó cũng không cưới được hết trơn. Cứ quen chuẩn bị cưới là đụng hết chuyện này tới chuyện kia, thành ra là con không có cưới được. Cái chuyện tình duyên của con nó lận đận, thầy coi con có bị duyên âm hay không. Thì sư mới hỏi người này đó: cái giới không có tà dâm anh có giữ được hay không? Từ hồi xưa tới giờ anh có phạm cái giới này bao giờ chưa? Anh nói: dạ có. Thì sư nói: vậy cái chuyện tình duyên anh lận đận là cái chuyện đương nhiên. Cái chuyện đương nhiên, anh không giữ cái giới này mà tình duyên anh hạnh phúc, sư mới lấy làm ngạc nhiên. Còn anh không giữ giới mà anh gặp những cái vấn đề về tình cảm thì sư thấy cái chuyện đó là đương nhiên, không có gì lạ hết trơn. Như vậy bây giờ anh cần phải làm cái gì? Anh giữ giới giùm sư. Đừng có xin cái lá bùa gì hết trơn, đừng có vô đây xin cách duyên âm duyên dương. Anh giữ giới giùm sư. Giữ giới từ đây cho đến trọn đời, tôi không có tà dâm. Tự nhiên nó sẽ cải thiện. Ảnh làm không được. Ảnh chỉ muốn đi vô chùa xin ông sư cái lá bùa. Còn không thì ông sư làm một cái lễ gì đó để gọi là cắt cái duyên âm, tốn mấy chục triệu cũng được. Thành ra sư thấy những cái chỗ mà làm thì ăn nên làm ra. Giờ một lần như vậy mấy chục triệu vào chết, nhìn cũng mê chứ, mà mình theo chánh pháp mình làm không được. Sẵn nhắc đến cái duyên âm thì có những trường hợp đó, người ta nói là mình bị vong theo, rồi mình bị ma nhập. Rồi họ có thể họ nghe những cái âm thanh, rồi họ có thể họ thấy cái gì, họ nói họ thấy người âm. Nhưng cái vấn đề như vậy, nên đi chụp MRI với những cái trường hợp mà mình cảm thấy giống như là có ai đó ở trong người mình á. Cái việc đầu tiên là nên đi chụp MRI. Tại vì á, khi mà cái bộ não của mình mà nó bị tổn thương á, nó có thể khiến cho mình có những cái ảo giác. Thậm chí là mình có cái ảo giác là có ai đó đang ở trong người mình, đang trú ở trong người mình. Thành ra mình nên đi chụp MRI để xem coi cái não của mình có tổn thương hay không. Lưu ý là không có chửi ai hết nghe. Đừng có hiểu lầm. Đi chụp trước để mình xác định coi là thứ nhất nó có phải là bệnh lý hay không. Cho nên rất nhiều những trường hợp mà đến thưa với sư là con gặp cái người có cái con ma hay con gì nó trốn ở trong người con, hoặc là nó cứ nói chuyện với con, thì cái việc đầu tiên của sư hỏi là đưa sư cái kết quả MRI. Sư là một vị tu sĩ rất tâm linh, nhưng mà chính việc tâm linh cho nên sư biết cái gì nó không phải tâm linh. Sư hỏi trước kết quả MRI, đưa sư coi. Sau khi coi kết quả MRI thì quý vị biết là hầu hết các trường hợp á, là đều phát hiện là não có tổn thương. Tức là họ có những cái tổn thương não mà chụp MRI nó mới ra. Thì sư chỉ khuyên đơn giản là thì bây giờ mình cứ đi khám với bác sĩ để mình chữa cái tổn thương não, tự nhiên mấy cái đó nó hết.
khoan hãy nghĩ đến vấn đề tâm linh. Còn ở trong tâm linh có hay không thì sư trả lời là có. Nhưng mà đương nhiên là sau khi loại cái trường hợp là bệnh lý mình bỏ ra một bên rồi đó, sau đó mình mới tính đến vấn đề tâm linh. Thì bây giờ nếu như mà thật sự có một cái duyên âm, hoặc có một cái con ma, hoặc cái con gì đó nó trốn ở trong người mình, làm cái gì? Hành thiền. Khi mình vào chùa, mình có chư thiên hộ pháp. Nếu mà ngôi chùa đó tu tập thì chư thiên hộ pháp họ sẽ cản cái thứ ngoại lai không có cho vô chùa. Dựa vào đâu mà sư nói như thế? Bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất, bà mẹ quá khứ cách đây 7 kiếp, bà từng làm mẹ của ngài, và bà làm cái hàng phi nhân. Và khi bà thấy ngài Xá Lợi Phất thì bà muốn tới chùa để mà bà nói chuyện với ngài. Nhưng mà khi bà đến cổng chùa đó, chư thiên hộ pháp cản bà ở ngoài, bà khóc, bà không đi vô chùa được. Chứ đừng nói ba cái con này con kia, làm sao nó vô chùa? Chư thiên hộ pháp cản ở ngoài. Hoặc là trong chú giải pháp cứu cũng có một trường hợp là một con dạ xoa, nó chuyên bắt cóc con nít nó ăn thịt. Thì nó bắt cóc, nó chuẩn bị nó bắt đứa con của cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng hoảng quá không biết chạy vào đâu, thì chạy vào Tịnh Xá Kỳ Viên nơi Đức Thế Tôn cư ngụ. Thì khi mà chạy vào, con dạ xoa nó cũng chạy vào, nhưng mà nó bị chư thiên, gọi là chư thiên gác cổng, ngăn lại ở ngoài cổng chùa. Con dạ xoa không vào được. Mà về sau Đức Thế Tôn phải lệnh cho chư thiên cho phép con dạ xoa nó vào thì nó mới được vào. Cho nên quý vị hành thiền ở trong đây, sư nói là chúng ta được cái ranh sima của chư tăng bảo hộ là như vậy. Mấy cái hàng ở ngoài khuất mại khuất mặt làm sao nó vô đây? Nó bị cản ở ngoài. Đừng, thành ra đừng có lo, cứ vô trong đây tu, đừng có lo cái gì. Muốn mà vô được á, là phải biết điều, phải hiền nha. Vô là phải khép nép, ăn nói lễ phép, dạ thưa thì quả mai chư thiên cho vô trong đây hưởng phước, hưởng cái phước hồi hướng. Chứ còn ba cái thứ trời ơi đất hở là bị chặn ở bên ngoài chùa. Thành ra mình không có lo, ở trong đây mình không có lo mấy cái vụ đó. Mình lo mình hành thiền. Nếu như có thiệt nha, do đâu mà mình bị? Do tâm mình yếu. Mà khi tâm của mình yếu á, thì cái thế lực bên ngoài á, nó mới can thiệp vào được. Mà mình muốn cải thiện thì đừng có xin bùa, đừng có xin phép, đừng có xin cái gì hết. Mình lo tu tập làm cho tâm mình mạnh mẽ hơn. Mình có chánh kiến thì không ai làm gì được mình. Trong kinh A Xá Lăng Chi, trong chú giải, nó có đề cập đến một vài trường hợp là bị phi nhân bắt. Nhưng mà phi nhân nó chỉ dám bắt những người có tà kiến, chứ nó không dám bắt những người có chánh kiến. Cho nên quý vị cứ hành thiền, học đạo, nghe pháp, vung bồi các công đức, không có phi nhân nào dám đụng quý vị. Thành ra mình không có lo. Rồi tới cái nước cuối nha, tức là sao? Khám bệnh, chụp MRI không có kết quả, mình vào chùa không hành thiền được,
Khi đó mới xài cái nước cuối gọi là cái tuyệt chiêu của chư tăng. Mà cái cách này phải nói là nó rất tốn kém, được ghi chú lại ở trong chú giải kinh A Sa Lăng Chi của Trường Bộ. Đó là gì? Thỉnh các vị tỷ kheo, thỉnh chư tỷ kheo á, tụng ở đó, tụng ở trong cái ranh đó, tụng kinh quanh cái người đó đó, tụng kinh trong 7 ngày 7 đêm liên tục. Tức là vị này mệt thì vị thì đi ra, vị kia đi vô thay. Bây giờ cái truyền thống này vẫn còn ở Thái Lan. Tức là họ thỉnh, thí dụ như thỉnh 10 vị, 10 vị ngồi xung quanh vậy đó, nối thành một vòng vòng tròn tụng. Tụng kinh gì? Tụng kinh Ratanasutta, tức là kinh Tam Bảo á, mà chư tăng Việt mình gọi là cái bài Yani dài á. Rồi thứ hai là bài kinh Metasutta, là bài kinh từ bi, cái bài Kalani á. Thì tụng hai bài đó, mà tụng liên tục. Cứ vị này mệt, vị này mệt là có vị khác ngồi ngoài á, đi vô thế liên tục như vậy 7 ngày 7 đêm. Rồi cho đến cái ngày cuối cùng, nếu như 6 ngày đó mà cái con phi nhân ở trong người nó đi ra đó thì yên chuyện. Mà không có thì tới ngày thứ 7 á, mới tụng cái bài A Sa Lăng Chi. Mà quý vị nghĩ coi, cái chi phí để mà thỉnh chư tăng tụng liên tục 7 ngày 7 đêm như vậy á, nó lớn lắm mà. Sư nói thiệt là cái vụ mà cắt dông mấy chục triệu chứ, hình như là hai mấy triệu hả, ở cái chùa gì đó hai mấy triệu phải. Mà thỉnh cái này là nó tốn nhiều hơn, tốn bộn lắm mà. Nhưng mà đó là cái cách mà được ghi chú ở trong chú giải. Mình có khả năng thì mình làm, nhưng mà trước khi làm cái đó thì có phải là mình nên chụp MRI? Chụp MRI hình như là có 5 triệu rồi. Nói với bác sĩ là bây giờ tôi bị cái tình trạng vậy đó, thì có người khuyên tôi chụp MRI thì bác sĩ sẽ cho chụp MRI. Chụp MRI có 5 triệu thôi. Còn đi tham dự khóa tu miễn phí không chịu. Mình muốn chơi cái chiêu tốn kém thì cái đó ráng chịu. Sẵn nhắc cái đó, ở Thái nó có một cái trò hay vậy nè, là thí dụ như là cái chỗ đó họ bán tượng không được á, tức là tượng tượng Phật rồi tượng này tượng kia mà bị ế, thì họ chất tượng thành một đống vậy đó, chất tượng lên thành một đống, rồi họ thỉnh chư tăng tới tụng, cũng tụng 7 ngày 7 đêm. Mà sau khi tụng 7 ngày 7 đêm á, cái tượng nó bán hết trơn. Mà đương nhiên mình, nếu như mình thấy chỗ cái tượng này chư tăng tụng là trì 7 ngày 7 đêm là giá nó cao gấp mấy lần mình cũng mua ha. Thì ở Thái họ có cái trò đó đó. Nói như vậy á, để chúng ta có được cái nhìn đúng đắn về cuộc sống này. Khi mà chúng ta có đau khổ, gặp những trắc trở trong cuộc sống, hãy hiểu rằng cái đau khổ này nó không của riêng ai, mà tất cả chúng sanh từ chư thiên cho tới nhân loại, lên tới cõi Phạm Thiên cho tới Ma Vương đều phải chịu cái khổ như thế này. Và cái quy luật này là đương nhiên. Sự vô thường, sự khổ, sự vô ngã là định luật của thế gian này, không tránh khỏi. Tiếp nữa, chúng ta suy xét nguyên nhân mà chúng ta phải chịu những cái khổ này.
nó có phải là do nghiệp và quả của nghiệp hay không? Chúng ta đã giữ giới được hay chưa? Nếu như nguyên nhân là do cái giới của chúng ta nó có vấn đề, thì chúng ta hãy bắt đầu tập giữ giới, và chúng ta sẽ tránh thái độ đổ thừa cho những hàng khuất mài khuất mặt. Nói nhỏ nhau nghe, phi nhân mà họ biết, họ nói mình nghe được, họ nói tôi oan quá, sao thiên hạ đụng cái gì cũng đổ thừa cho tôi hết nha. Tình duyên lận đận là dông theo, làm ăn thất bại là cũng là dông, cũng là ma ám đó. Bán nhà không được là cũng do ma. Coi như cái gì thì cũng đổ thừa cho họ hết trơn. Họ mà biết nói là chắc họ cũng kêu trời, họ kêu oan quá. Mà trong khi đó bản thân mình tu thì không chịu tu, giới không chịu giữ. Cho nên thông qua cái thời pháp thoại ngày hôm nay, sư mong muốn là quý vị có được cái nhìn đúng đắn về cuộc đời này, về bản chất của thế gian, về nghiệp và quả của nghiệp. Từ đó đó chúng ta mới có hướng để chúng ta cải thiện được, và chúng ta tránh thái độ than trời trách đất. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hành đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.